chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam. Có thể nói rằng Sui hiện đang là một trong những blockchain thu hút được khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng ở nhà phát triển. Thì trước đây, một vài dự án đã chuyển nhà từ hệ khác sang Sui, có thể kể đến như là Scallop. Và mới đây thì chúng ta có thêm Bluefin Exchange Version 2. Vậy Bluefin Exchange Version 2 là gì và cơ hội nào để săn retroactive với dự án? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé. Đầu tiên thì Bluefin Exchange Version 2 là gì? Thì đây là một sàn DEX phái sinh phiên bản Version 2 của Bluefin ở trên mạng Sui. Thì trước đó Version 1 đã được triển khai ở trên mạng Arbitrum với tổng khối lượng giao dịch đạt là đến 1 tỷ đô. Và vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 thì Bluefin Exchange Version 2 đã chính thức đi vào hoạt động. Ngoài ra thì dự án cũng đã kêu gọi đầu tư từ các quỹ lớn như là Polychain Capital, Wintermill, GSR, Paraffin, Maven Capital. Và một số những cái thành tựu của Bluefin mà mình có thể kể đến như là dự án đã xử lý khối lượng giao dịch hơn 2,3 tỷ đô, tăng trưởng trong tháng 12 với khối lượng trung bình là 103 triệu đô trên ngày, với thị phần DEX ở trên Sui lên tới hơn 80%. Và trước khi đi vào những cái bước mà săn retroactive với Bluefin Version 2 thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về những cái lợi ích của việc tham gia Bluefin sớm. Đầu tiên thì sẽ là chương trình giao dịch và kiếm tiền ban đầu. Thì những người tham gia chương trình này sẽ được chia sẻ phần thưởng với tổng cộng là 6% tổng cung Blue. Và chương trình này thì dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2024 và sau đó thì sẽ được thay thế bằng chương trình khuyến khích giao dịch lâu dài. Tiếp theo là về chương trình giới thiệu, thì tất cả người dùng sẽ được tham gia vào cái chương trình giới thiệu để kiếm phần thưởng và Bluefin sẽ sớm công bố thêm về cái chương trình này ở trong thời gian tới. Vậy thì 4 bước săn retroactive với Bluefin Version 2 là gì? Thì bước đầu tiên thì bạn sẽ cần phải tải xuống ví Sui và chuẩn bị sẵn một ít USDC ở trong ví. Bước thứ hai là tại giao diện Bluefin thì mình sẽ click vào mục nào Collect Wallet để kết nối với ví Sui. Bước thứ ba là chấp nhận điều khoản sử dụng của Bluefin. Và bước cuối cùng là nạp tiền vào trong Bluefin để bắt đầu giao dịch. Chi tiết các cái bước thực hiện như thế nào thì mọi người hãy cùng theo dõi màn hình của mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào nền tảng Bluefin. Link để truy cập vào Bluefin thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Tiếp theo thì mọi người sẽ click vào mục là Connect Wallet để kết nối với ví Sui Wallet. Sau đó thì mọi người sẽ click vào mục Deposit để nạp tiền vào trong Bluefin. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành giao dịch với Bluefin. Thì hiện tại Bluefin đang hỗ trợ 4 cặp giao dịch là ETH, PERP, BTC, Sui, SON, PERP. Thì ở đây mình sẽ ví dụ với cặp là Sui, PERP. Và sau đó thì mọi người sẽ chọn là lệnh Market hoặc là lệnh Limit để có thể mở một vị thế giao dịch. Tiếp theo thì là chọn đòn bẩy. Và sau đó thì sẽ nhập cái số lượng Sui mà mọi người muốn mở vị thế. Sau đó thì tùy theo cái phán đoán và phân tích của bạn thì có thể là chọn buy buy long hoặc là sell short. Thì ở đây mình sẽ mở một lệnh là long Sui. Và như mọi người có thể thấy là mình đã mở xong một cái vị thế long Sui với PNL mọi người có thể theo dõi. Và sau đó thì nếu muốn đóng cái vị thế này thì mọi người có thể chọn lệnh limit hoặc lệnh market để đóng cùng với cái số lượng vị thế mà mọi người muốn đóng, số lượng xui của vị thế mà mọi người muốn đóng.
Tiếp theo thì mọi người có thể là lấy cái link đẹp để mời người tham gia vào trong nền tảng Bluefin, thì mọi người sẽ click vào cái phần là referral program và chọn là current referral code để lấy được cái link đẹp. Sau đó thì mình sẽ đi chia sẻ cái link đẹp này cho người khác và bạn sẽ nhận được 10% từ cái phần thưởng của người đăng ký dưới đẹp, và người kia cũng sẽ nhận được 10%. Trên đây mình đã hướng dẫn mọi người cách săn đi chỗ active với dự án Bluefin với đội ngũ cố vấn và backer mạnh, kết hợp với việc là dự án có airdrop cho người dùng, thì mọi người nên cài đi chỗ active với dự án này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.